Xin chào các bạn ha, chào các bạn đã quay lại với Học Cơ Khí. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tập về mirror và có một số ứng dụng, ví dụ như là offset hay là những tính năng trim. Rồi, ví dụ như mình sẽ chọn cho các bạn là bài này. Rồi, bài này các bạn sẽ thấy, ví dụ như chúng ta sẽ có cái đường tròn ở trong này là phi 30 và phi 50 này. Chúng ta có thể vẽ luôn hoặc là chúng ta vẽ cái thằng lớn chúng ta offset vào trong hoặc là trong offset ra ngoài cũng được, hoặc là các bạn vẽ hai đường tròn cũng ok. Ở đây chúng ta sẽ có một slot slot ha, R30 và R20 có nghĩa là khoảng cách của nó sẽ là 10. Các bạn cũng có thể sử dụng offset để tạo slot này, và các bạn sẽ thấy một cái tính chất đối với cái bài này, đó là đối xứng. Đối xứng có nghĩa là nếu như các bạn thấy chi tiết của mình á nó cân đối, nó đối xứng qua trục ngang hay trục dọc đó, hoặc là trục xéo 1/2, 1/4 hay 1/8, thậm chí là nhiều hơn nữa, thì đầu tiên các bạn sẽ xác định cho mình cái góc tọa độ nằm ở đâu để cho nó phù hợp ha. Thì mình thấy này, đây chúng ta có một đường ngang này, rồi thì trên này có hai đường tròn, dưới đây có hai đường tròn, bên tay trái này có đường tròn, bên tay phải này cũng có đường tròn, thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái trục ở đây nữa. Vậy giao nhau giữa trục ngang và trục dọc chính là cái điểm góc tọa độ mình chọn ngay đây cho hợp lý nè. Chúng ta có một kiểu vẽ slot ngay tâm luôn để chúng ta bung ra cái slot ở ngoài này. Rồi, và chúng ta sẽ vẽ cái đường tròn bên trái này đi ha, hai đường tròn bên trái này. Các bạn cũng có thể là sử dụng offset ha. 50 có nghĩa là R25, 30 có nghĩa là R15, vậy 15 25 ta offset vào 10 cũng được. Còn không thì các bạn cứ lấy cho mình là 30 50. Ok, đó là cái phân tích của mình nè. Rồi sau đó mình đối xứng qua là có được bài như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một file mới trên mặt front. Các bạn tạo một sketch, mình sẽ vẽ một cái slot trước ha, slot bên ngoài cũng được, sau đó mình offset vào trong slot bên ngoài ha. Rồi vậy thì mình sẽ chọn từ tâm ở đây một cái slot kiểu số 1 và 2 này. Vậy mình sẽ chọn kiểu số 2, tại vì số 2 chúng ta xuất phát từ tâm và ta đi ra hai bên. Rồi, kiểu này ha. Mình sẽ chọn dimension luôn. 1. Rồi chúng ta đi thẳng lên. Các bạn cứ đi thẳng lên. Rồi, chúng ta cho nó một cái độ rộng và các bạn xác định kích thước thử là kích thước của mình nó là cái nào. Là khoảng cách từ tâm đúng không? Vậy thì mình sẽ chọn kích thước kiểu này. Đây là kiểu kích thước phía ngoài, mình chọn kiểu kích thước này và mình sẽ nhấn ok. Mình có thể linh hoạt luôn là sửa số này lại, còn không thì các bạn muốn theo đúng đề bài thì các bạn lấy cho mình là R30, còn không thì các bạn lấy là 60 ha. Còn khoảng cách này là 140. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại đúng không, cái này 140 nè, 140 enter. Các bạn không thích cái này thì các bạn có thể xóa cái thứ này đi, xóa cái thứ này đi thì các bạn bấm chuột phải và các bạn chọn cho mình là delete ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đo cho mình là smart dimension lại nè, bạn lấy cho mình cái R này là 30. Đó, mình vẽ ngay góc tọa độ đi lên hai bên và cái giá trị này, sau đó mình sẽ offset cái này vô là 10. Đó, offset vào 10 ha. Mình sẽ chọn đó là offset nhập giá trị 10, mình chọn select chain luôn để lấy nguyên chuỗi luôn, mình select vào đây. Đó, archive vào trong nhé, archive vào trong là reverse. Những option này trong cái bài offset mình cũng đã giải thích kỹ rồi. Rồi ok. Đó, thì chúng ta có thể lấy giá trị đây là bằng 10 cũng được. Còn không thì các bạn sẽ xóa đi và các bạn đo cho mình đó là chỗ này là 20. Đây đó là một chính giữa. Sau đó mình sẽ tìm hai cái đường tròn nằm phía bên này. Mình sẽ vẽ hai đường tròn nằm phía bên này ha. Bên nào cũng được, các bạn chọn vị trí nào cũng được hết. Rồi, vậy thì trước hết mình sẽ tạo một cái đường center line ha. Center line từ bên này qua nè. Đó. Rồi, một cái đường center line có thể các bạn sẽ tạo thêm cho mình một cái center line từ đây. Đi thẳng lên. Đó, hoặc là đi chạm lên trên cung này cũng được. Đó. Cái nào cũng được hết. Rồi, em kép phát lệnh ra. Bây giờ mình sẽ vẽ hai đường tròn ở chỗ này đúng không? 1, bung ra. Rồi, 2, bung ra. Giống như mình nói lúc nãy, các bạn có thể sử dụng offset, còn không thì chúng ta có thể là đo là 30, 50. Đó, rồi, cái này là mình đo là 30. Rồi, cái này sẽ là 50. Vị trí tâm của hai thằng này, trí tâm của hai thằng này là bao nhiêu? Từ đây vào đây là 87. Các bạn cũng có thể là lấy 87 được này. Từ đây tới đây là 100 này. Rồi, 87 đúng không? Chúng ta sẽ từ đây chúng ta đo vào cái đường center line đứng này. Đó, center đứng này mình sẽ nhập là 87. Rồi, 100 mình sẽ đo như thế nào?
trong cái bài đối xứng mình có khiến giờ các bạn cắt đo 100 qua hai bên. Lúc này mình chưa có được tròn dưới này nè, cho nên mình không thể nào lấy được, mình không cần phải vẽ mà mình đo được 100 ha. Rồi, mình sẽ tích vô cái điểm này. Mình sẽ tích vô cái đường ngang này. Đây là một nửa đúng không? Mình đưa con chuột xuống dưới đây. Đưa chuột xuống đây là các bạn sẽ lấy cho mình xuống dưới luôn nhỉ. Đó, thu nhỏ màn hình lại nè. Rồi, mình nhập là 100. Enter. Rồi. Xong rồi thì lúc này các bạn sẽ tạo cho mình cái đường tiếp tuyến giữa chỗ này và chỗ này. Cái đường tiếp tuyến này á, thì chúng ta chưa có tiếp tuyến được, tại vì ở dưới này chúng ta phải có cái cung tròn thì ta mới tiếp tuyến được. Rồi, vậy thì mình tiếp tuyến cái thằng này đi ha. Rồi, bây giờ mình tiếp tuyến. Mình sẽ chọn cái cung tròn đi qua 3 điểm. 1 2 và ép cung này vô trong. 3, nhấn Escape thoát lệnh ra. Các bạn sẽ ràng buộc cho mình vị trí này sẽ là tiếp tuyến. Và giá trị R của nó là bạn giá trị R nó là 80. Ok. Mình sẽ tiếp tuyến, mình nhấn Escape thoát lệnh ra. Escape thoát lệnh ra và chúng ta sẽ control, hoặc là các bạn nhớ cái cách mình chỉ cho các bạn quét chuột ha. Mình sẽ quét chuột mình trái qua phải này. Đó, mình sẽ quét chuột từ đây qua đây. Quét chuột qua như thế này nha. Thì các bạn sẽ thấy cái vùng cái diện tích chữ nhật màu xanh của mình á, nó chỉ cắt vào hai đối tượng thôi. Các bạn đừng có quét như thế này nha. Đó, nó rộng ra như thế này, nó cắt vào trong kích thước luôn, hoặc nó cắt vào trong cái đối tượng khác. Cho nên mình chỉ dừng lại khi mình thấy nó cắt qua hai đối tượng, mình thả chuột ra và mình chọn là tiếp tuyến. Rồi, bấm ra ngoài một cái trước khi chúng ta ràng một cái mới. Đó, bấm ra ngoài một cái hoặc là nhấn Escape. Bây giờ chúng ta sẽ quét chuột qua vị trí này, chúng ta cũng sẽ chọn tiếp tuyến luôn. Và R của nó là bằng bao nhiêu? 80 đúng không? R 80. Ok. 80. Rồi, vậy là vị trí này chúng ta lấy được. Còn cái cung này với cung này chúng ta chưa lấy được. Mà thậm chí các bạn phát hiện ra một điều nữa, nếu như chúng ta đối xứng cái cung này, cái đường tròn này qua đường tròn này, chúng ta sẽ kẻ một đường tâm xuống dưới đây. Kẻ một đường tâm xuống dưới này đúng không? Thì các bạn sẽ vẽ một cung tròn bên này, các bạn sẽ đối xứng cái cung này qua cái đường tâm này, các bạn sẽ có được cung bên này luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đối xứng trước hai cái đường tròn này và cái đường cung này trước ha. Rồi, vậy thì mình sẽ chọn mirror. Mình chọn mirror ha. Rồi, đối tượng mình sẽ lấy cái đường cung này và mình click vô hai cái đường tròn này. Đó, chọn qua đâu? Đối xứng qua cái trục đối xứng của mình là cái đường ngang này. Ok. Rồi, đúng rồi, chúng ta tích xanh để mình nhấn ok. Rồi bây giờ mình phát hiện ra chỗ này có một tiếp tuyến, chỗ này có tiếp tuyến, đối xứng qua cái đường trục giữa. Các bạn cũng sẽ tạo thêm cho mình một cái đường trục giữa nữa không? Ha, sổ ra mình chọn một cái center line. Mình sẽ tích từ tâm này tích xuống. Rồi, nhấn Escape thoát lệnh ra và chúng ta sẽ bắt cung tiếp tuyến giống giống như trên này. Tạo một cái cung trước, bắt tiếp tuyến cho hai vị trí và lấy giá trị R. Ok. Cung, cung này dễ vẽ nhất ha. Rồi, chúng ta né những cái điểm phần tư trên cái đường tròn ra nha. Trên đường tròn nó có những cái điểm phần tư nè. Tại vì cái tiếp tuyến chúng ta không vào đó, cho nên mà mình tích ngẫu nhiên ở vị trí chỗ này. 1, 2. Và mình ép cái cung tròn vô trong. 3. Được chưa? Rồi, mình nhấn Escape thoát lệnh ra. Escape thoát lệnh ra và chúng ta sẽ đo cái giá trị là R80 luôn đúng không? Và tiếp tuyến, tiếp tuyến. Rồi, mình sẽ lấy tiếp tuyến nè. Mình thấy chỗ này bây giờ nó hơi rối rồi đúng không? Mình nhấn Escape thoát lệnh ra trước nha. Rồi, mình sẽ quét nè. Miễn sao mình quét lấy được cung tròn và cái đường cung này thôi. Rồi, quét. Là mình thả ra. Mình chọn tiếp tuyến. Bấm ra ngoài chỗ trống trước khi ta làm cái mới. Đó, nhắc lại lần thứ hai nha. Bấm ra ngoài chỗ trống thì hai thằng này tắt đi. Bây giờ mình sẽ quay lại chỗ này. Mình quét, thả ra. Mình sẽ chọn tiếp tuyến. Ok. Giá trị R80 các bạn cũng có thể control cái này với cái này cho nó bằng nhau cũng được. Control các bạn chọn cung này và cung này các bạn chọn bằng nhau. Tại vì cái này là 80 thì cái này chắc chắn sẽ là 80. À, các bạn cũng có thể là đo Smart Dimension chủ động lấy cái này bằng giá trị 80 luôn. Ok, lúc này mình sẽ đối xứng cung này qua thằng này. Rồi, hồi nãy là mình chọn lệnh đúng không? Chuột phải chọn Select này hoặc là nhấn Escape này. Hồi nãy là mình chọn lệnh Mirror xong rồi mình chọn đối tượng. Còn không thì mình chọn đối tượng trước nè. Sau đó mình chọn vào Mirror. Rồi mình chọn trục đối xứng này, nó có một đối tượng chúng ta cũng khá là dễ rồi. Bây giờ trục đối xứng chúng ta chọn cạnh giữa này, ok luôn, này tích xanh ha. Đó, rồi lúc này bên tay trái của chúng ta có phải là chúng ta đã hoàn thiện hết tất cả chưa? Tay trái này hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đối xứng cái cụm bên trái này qua bên tay phải thông qua cái đường trục chính giữa. Thông qua đường trục chính giữa mà các bạn lưu ý ha, tại sao mình sẽ vẽ đường này mà mình có đường trục để mình không xài đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ chọn mirror hoặc nhiều đối tượng rồi đúng không? Các bạn sẽ quét từ chỗ này nè, bạn giữ chuột trái ngay chỗ vị trí này nghe. Giữ chuột trái các bạn quét qua bên này. Bạn thả chuột ra. Thì những cái đối tượng này nó sẽ lấy hết luôn đúng không? Đó,
mà mình đừng có đụng chạm gì tới cái slot đó nha. Slot đó mình vẽ hẹp hai bên rồi cho nên là mình không có lấy nó nữa. Rồi mình chọn hết tất cả đối tượng như vậy, sau đó mình chọn vào mirror. Qua bên mirror mình cảm thấy thiếu thì mình chọn thêm vô, nếu mà mình quét thiếu thì mình chọn thêm vô. Rồi đây là đối tượng đối xứng, mình sẽ click vào đây, trục đối xứng. Ô này là đối tượng đối xứng, trục đối xứng mình sẽ chọn vào cái đường này được không nè. Mình tới chỗ đây nha, mình chọn cái đường này đó. Các bạn thấy là cái đường này là đường tâm của slot, nó không phải là đường một cái center line, cho nên là nó không chọn được cái đường trục này. Cho nên hồi nãy mình mới vẽ riêng ra một cái đường trục nằm ở trên này một chút xíu đó. Mình bây giờ mình mới chọn đây đường trục này. Rồi các bạn thấy những đối tượng của mình nó sẽ vàng phía bên tay phải, vàng phía bên tay phải ha. Rồi xong mình sẽ nhấn tích xanh. Rồi các bạn thấy ha, bây giờ những cái màu xanh lá cây ở đây nè nó khá là nhiều. Những cái màu xanh lá cây thể hiện những cái ràng buộc relation của mình á, tiếp tuyến rồi đồng tâm, nặng thẳng đứng, nằm ngang, vuông góc, song song gì đó, những cái mối quan hệ của mình, thì các bạn có thể tắt bớt đi nếu như nó xuất hiện xanh nhiều quá đối với những bài mà có nhiều những màu xanh này, ta làm ta bị rối á, thì các bạn xóa con mắt ra nghe. Đây là con mắt nè, các bạn đừng bấm trực tiếp vào con mắt, các bạn bấm bên tay trái của con mắt, nó có cái tam giác, xổ ra đây, và chúng ta sẽ chọn vào cái lệnh view sketch relation chỗ này nha. View sketch relation các bạn tích vào đây thì nó sẽ tắt bớt những màu xanh đó đi. Nhưng lưu ý, chúng ta mới tập làm quen với sketch và mới tập làm quen với phần mềm solid thì các bạn nên xổ ra, các bạn bật lên trên mặt đấy. Rồi vẽ xong xuôi thì các bạn tắt đi cho nó đỡ rối, còn khi mình đang trong quá trình vẽ thì chúng ta nên bật lên. Rồi ok, vậy là xong bài tập đối xứng mirror. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.